Wow, có gì hay mà xếp hàng dài mua vé luôn. Alo, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2023. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở quận 7 nè. Mới ngày hôm qua thôi, 29 tháng 12 thì công viên ánh sáng ở quận 7 mới khai trương ở khu Victoria đó, ở khu Him Lam quận 7. Mọi người kháo nhau là chỗ này có gì đó mới và có vẻ là hay nè, nên là có gửi cho Nick đến xem tìm hiểu và quay lại chia sẻ cho quý cô bác chị và các bạn cùng xem. Bây giờ thì Nick đang có mặt ở phía trước khu công viên ánh sáng này rồi, Live Park. Vừa mới khai trương ngày hôm qua thôi, để biết nó như thế nào ra sao thì bây giờ Nick sẽ đi vào trong xem và sẽ quay lại chia sẻ cho quý cô bác anh chị và các bạn cùng biết luôn nha. Bây giờ mời các bác anh chị và các bạn cùng theo chân Nick vào công viên ánh sáng Victoria, khu Him Lam quận 7 nha. Bây giờ Nick thấy là người ta xếp hàng vô mua vé cũng khá là đông nè. Offer and brand discount 20-30%. Rồi, để Nick coi cái bảng giá công bố phía trước nè. Từ thứ 2 đến thứ 6 100.000, thứ 7 chủ nhật và ngày lễ 120.000, trẻ em dưới 1m3 được giảm 50%. Đây, bây giờ Nick đã mua cái vé rồi, 120 nha, dành cho người lớn rồi vào thứ 7 cuối tuần nè, có vé rồi, bây giờ cầm vào trong đi tham quan thôi. Rồi, đưa vé cho người ta sẽ cảm ơn em. Wow, bên trong này đông nghẹt luôn. Rồi, vào cổng là có sự chào đón của chú gà với lại robot dạng Transformer. Cái này thu hút trẻ con. Thấy là mấy nhóc con bu đầy. Vô trong nghe nhạc Hàn thôi, cái này của người Hàn đầu tư, cái đó nghe nhạc Hàn bắt y đồng trong này rồi. Bên kia ánh sáng treo trên cây. Rồi để Nick nhìn quanh tổng coi xem có gì hấp dẫn không nha. Ở đây có cái hồ nước, Nick đọc thấy thông tin là rộng khoảng 2.000m. Và khu công viên này có tổng cộng là diện tích lên tới 7.000m². Ở dưới ao này có con vịt. Wow, con vịt phòng bự. Đó là Libba. Dạ xuống ánh nước phía dưới nè. Trông cũng rất là hay nè. Rồi nguyên cái hồ này có đường gắn đèn. Nhìn từ xa cũng thấy lung linh, cũng đẹp nè. Đó, để đi vòng hết công viên này quay cho cô bác chị mình xem. Bên kia có là con phố tình yêu, Love Street. Nhìn xuống hồ phía sau con vịt lớn này, có mấy con vịt con á. Dễ thương nha. Rồi, bong bóng xà phòng. Anh người máy này đi tới lui, mấy đứa nhỏ mê thích. Rồi bây giờ đi vô cái cổng Low Street này.
con đường tình yêu. Rồi các gia đình dẫn con em đi chơi nè, thấy ánh đèn đẹp quá, đứng lại chụp ảnh check-in. Rồi nhìn lại bên kia hồ, ba con vịt con phía dưới. Dạ, ánh đèn xuống lung linh rất là dễ thương đẹp. Nhìn từ xa thì thấy khung cảnh ở bên trong nó huyền ảo, huyền diệu mọi người. Nhìn bằng mắt thường phía ngoài thì thật sự là đá sỏi công viên bình thường thôi, nhưng mà lên hình đúng là nhìn rất là đẹp. Và đồng thời thì cái ánh đèn á, họ tạo ra nhiều cái cũng rất là huyền diệu kỳ ảo, là đặc biệt là có hồ nước. Khi mà nhìn xuống hồ nước thì ánh đèn nó dạ xuống dưới mặt nước á, nhìn quá đẹp ha. Rồi bên kia tí nữa Nick sẽ đi qua quay sau. Còn bây giờ bên khung cảnh bên đây, Nick sẽ đi dọc theo bên đây nè, quay trước bên đây cho mọi người xem. Còn bên kia thì những cái chùm đèn lung linh tí nữa đi. Rồi chỗ này nè, ánh đèn dạ xuống dưới mặt đất như là mặt hồ, có những con cá, những con cá coi đầy màu sắc bơi lội tung tăng nè. Thật ra là chiếu đèn xuống thôi nhưng mà tạo cũng nét rất là hay. Đây, những con cá bơi lội tung tăng, mặc dù là đi những bước chân trên sỏi đá thôi dưới mặt đất, nhưng mà nó rất là ảo diệu, nhìn cuốn hút. Đây, bầy cá là đó, con này đang tới nè. Wow, cái này cũng khá thú vị nha. Nhìn trong giống như là mình đang ở trong thế giới nước của những con cá này. Rất là hay luôn. Mặc dù cái này thì thấy nhiều nơi rồi, bây giờ thế giới hiện đại người ta đã chế tạo ra nhiều cái hình ảnh này ở trong các trung tâm, đặc biệt là trung tâm mua sắm thương mại hay là những cái chỗ mà trò chơi hay những cái khu đặc biệt hay những dịp lễ lộc hay những dịp Tết gì đó, người ta cũng làm những cái này nè. Thì bây giờ trong công viên này họ cũng làm, nhưng mà thật sự tập trung ở trong đây thì nó cũng ảo diệu, nhìn hay. Ở đoạn này là họ treo nguyên cái dàn đèn led ở phía trên đầu, lung linh đầy các loại màu sắc. Nó đi giống như là đi dưới cái khung cảnh thần tiên ảo diệu á. Nhìn lung linh quá đẹp luôn. Hôm nay đôi cánh thiên thần nhưng mà nó nghĩ là đứng ngược sáng chụp không thấy gì đâu. Ồ, những ánh sáng này lấp lánh ở bên những rặng cây giống như những con đom đóm lập lòe. Rồi lợp nữa nha. Nhìn thì thấy đẹp mà chụp hình vô không thấy gì hết, tới thôi à. Wow, cánh đồng hoa hướng dương. Cái này buổi tối lên đèn, họ gắn đèn trên những cánh hoa này nó rực rỡ luôn nè. Nhìn nó cũng rất là hay. Nó rất khác so với là dưới ánh nắng mặt trời. Rồi hoa hồng trắng. Ờ, một chú bọ màu đỏ.
Rồi, mấy cái chữ tình yêu dành cho các cặp đôi ha, gắn ở trên đó, tha hồ chụp ảnh, nhưng mà nó như chiều không đẹp đâu, bởi vì ngược sáng hết rồi. Nhìn bằng mắt thường thì đẹp thôi, nhìn bằng ánh sáng ban đêm như thế này trong ống kính thì chụp không đẹp. Mô hình trái tim nè, khung hình trái tim này lấp lánh quá. Đứng dưới hình trái tim này, cặp đôi chụp hình sẽ có nhiều kỷ niệm ha. Nhưng mà buổi tối thật ra nhìn bằng mắt nó đẹp, chứ chụp bằng điện thoại thì có thể không được đẹp vì nó sẽ bị ngược sáng. Và đây một trái tim nữa, có những cái ánh đèn trắng chớp lóe nè. Rồi bên trong là chuông, rồi trăng lưỡi liềm, ngôi sao. Khung cảnh này đúng là những ai đang yêu đi vào thì cùng với người yêu là tuyệt vời. Ồ, bên kia là nguyên một cái khung màu hồng đỏ rực luôn kìa. À, giống là một cái con đường hầm. Chui xuống dưới đó chắc là đẹp lắm. Tí nữa Nick sẽ qua đó quay nha. Đây, đoạn này là hình vòng cung hết cái hồ rồi, để vòng qua bên kia. Chỗ này coi có cái gì đây, một cái ánh trăng, một cái trăng khuyết mà ngôi sao. Rồi tới cái cây này, những cái chùm đèn lung linh màu vàng giống như những quả dầu nè. Rồi bên đây có mấy cái chú chó này cũng gắn đèn bên trong, dạ ra nhìn rất là dễ thương nè. Rồi tới một cái capsule rồi, hình con nhộng nè, một cái đường hầm hình con nhộng màu hồng. Khỏi cái đường hầm hình con nhộng thì thấy ở ngoài này nguyên một cái khu vườn với rất là nhiều cái ánh đèn nó lung lay tựa như những là cái con đom đóm ở trong một cái khu vườn cổ tích thần tiên á, quá trời luôn. Cái này thì gắn trên những cái cây mà có thể là chuyển động tạo cái sự huyền ảo nè, bầy đom đóm. Đúng rồi, giống như bầy đom đóm trong truyện cổ tích á. Nhưng mà ở trong đây có để mấy cái con bọ bằng đèn thôi, mà cũng hay. Cái này mọi người có thể vào bên trong này, ở trong cái vườn đom đóm này cùng dạo chơi, chụp ảnh. Nếu mà biết cách tạo dáng thì có thể là quay cho người bạn của mình chạy ở trong khu vườn này sẽ rất là ảo diệu. Nick nghĩ cái chỗ này biết quay phim, chụp ảnh, tạo dáng sẽ rất là tuyệt luôn á. Nhất là những cái đoạn phim ha, những đoạn phim quay chậm trong cảnh thần tiên dưới những cái con đom đóm lập loè tỏa sáng ở trong khu vườn. Rồi, Nick đi tiếp thôi.
Dòng bên đây là cái gì, nguyên cái này là khóm hoa hồng màu trắng. Có để chữ nè, rose. Đây kết lại bằng những cánh hoa hồng màu trắng, những cái bông hoa. Cái này làm hoa nào cũng gắn đèn hết. Bây giờ thì tiếp về phía trước thì nhìn thấy là nguyên một cái khu vườn toàn là hoa hồng trắng. Nhìn cái chữ ở trên tường thì để là La Vie en Rose. Đây, hoa hồng, cuộc sống hoa hồng hả? Quá trời hoa hồng luôn nè. Đó, màu trắng á, mỗi cái bông hồng là một cái đèn gắn bên trong, nó tỏa sáng huyền diệu luôn. Ở đằng đây để một cái khoảng không để du khách có thể vào ở bên trong đó đứng chụp hình, chụp ảnh. Cái khu vườn này rất là rộng nè, nó nghĩa là có hàng ngàn cái cây bông hoa hồng được gắn, được tạo nên. Cái này làm chắc rất là cực nha. Cái gì, mỗi cây là một bóng đèn, mỗi cây là một cái sợi dây điện để có điện nè. Quá trời luôn, nguyên khu vườn hoa hồng màu trắng bạc ngàn, rất là tuyệt. Tiếp theo bên đây có một cái quả cầu đèn trắng, không biết là mô tả gì đây, hoặc là mặt trăng hả. Thấy có những cái đốm xám xám đen đen, nhìn giống như là nhìn từ dưới mặt đất lên mặt trăng, thấy trên bầu trời có ánh trăng. Có hàng chị hàng ở bên trong mặt trăng. Khu này nè, một con đường gì đây, con đường bảy sắc cầu vồng hả, đẹp quá nè. Lấp lánh lung linh. Những cái đèn này nhìn là giống như những con sứa đó ở dưới đại dương. Khi mà gặp những ánh đèn đó, nó sẽ tỏ màu rất là đẹp nha. Những con sứa trong lòng đại dương nè, sứa to, sứa nhỏ. Wow, khúc này quá trời luôn, lọt vào thế giới đại dương dưới những con sứa rồi nè. Những sứa đầy màu sắc luôn. Đây, những dây nhỏ, dây tơ gì của những cái con đom đóm trong hang động. Tôi nhớ là bên New Zealand có một cái hang, ở trong đó có những cái sợi tơ như thế này nè. Đó, con sâu nó đóng ở trong đó. Wow. Rồi tới những chú bướm đầy màu sắc. Biết chuyển động luôn kìa.
Rồi những cái dây này, wow, những sợi tơ tuôn trên bầu trời tuôn xuống nè, đẹp quá luôn. Rồi xe tuần lộc của ông già Noel. Rồi chỗ này có cái máy thổi bong bóng, là mấy chú nhóc này mê thích thò lò chơi với bong bóng. Cái này gắn liền với tuổi thơ mà, hồi nhỏ nó cũng đã từng được chơi. Khuấy xà phòng lên, kiếm cái ống thổi thổi nó bay ra bóng tròn này, mê tích thò lò luôn. Rồi cũng gần hết rồi, phía trước là còn đoạn ngắn nữa thôi, đi ra bên kia nhìn lại bờ hồ nè, thấy con vịt mẹ với ba con vịt con. Sau khi đi một vòng hết cái khu công viên ánh sáng này á, Nick nhận thấy là thật sự thì cũng chưa có phải gì là một cái gì đó quá đặc sắc. Tuy nhiên nó là một cái điểm mới có nhiều cái thú vị để mọi người có thể là đi chơi cùng với gia đình, bạn bè, đặc biệt là những cặp đôi nè, những bạn trẻ có thể đến đây trải nghiệm những cái điểm check-in cho tình yêu. Thì sau Sài Gòn thì vẫn còn chưa có nhiều điểm mà vui chơi về ban đêm cho tất cả mọi người đâu, và ở đây là một cái điểm mới mở thì cũng đáng để chúng ta trải nghiệm, phải không ạ? Rồi video clip review công viên ánh sáng tại khu vực Kim La quận 7 đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác chị và các bạn trong những video clip thì sau. Xin chào, chúc mọi người buổi tối thật là mát mẻ, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.